Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Sự Việt Đại Nam. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin về sự ra đời của Tĩnh Hải Quân. Tĩnh Hải Quân là tên gọi của Việt Nam từ thời cuối Bắc thuộc lần thứ 3 tới hết thời loạn 12 sứ quân trong lịch sử Việt Nam, kéo dài 102 năm từ năm 866 đến năm 968. Từ đầu cho tới giữa thời thuộc Đường, nhà Đường gọi Việt Nam là An Nam Đô Hộ Phủ, Trấn Nam Đô Hộ Phủ, với người đứng đầu là các quan đô hộ hoặc kinh lược sứ. Đây là sự phân biệt giữa trấn nội thuộc và ngoại thuộc của nhà Đường, vì các đơn vị hành chính tại chính quốc nhà Đường khi đó là các quân, với người đứng đầu có chức danh là tiết độ sứ. Năm 866, sau 2 năm bị quân Nam Chiếu chiếm đóng, An Nam Đô Hộ Phủ đã trở về tay nhà Đường vì tướng Cao Biền có công đánh dẹp. Đường Ý Tông đã theo thỉnh cầu của Cao Biển thăng An Nam Đô Hộ Phủ làm Tĩnh Hải Quân. Điều này tương tự như việc Hán Hiến Đế năm 203 theo tờ biểu của Thừa Sử Trương Tân và Thái Thú của quận Giao Chỉ là Sĩ Nhiếp cho bộ Giao Chỉ được thành lập Giao Châu, coi ngang hàng như các đơn vị hành chính ở Trung Quốc. Lúc này thì An Nam Đô Hộ Phủ đã trở thành Tĩnh Hải Quân, cũng giống như các quân đơn vị hành chính ở Trung Quốc, với người đứng đầu có chức danh là tiết độ sứ. Thuộc nhà Đường. Sau loạn An Sử, nhà Đường tuy diệt được Đại Yên nhưng trên thực tế thì không còn mạnh như trước. Các phiên trấn phía đông không tuân phục chính quyền trung ương, các vùng xa như An Nam Đô Hộ Phủ thì thường xuyên bị nước Nam Chiếu vùng Vân Nam uy hiếp. Năm 863 thì Nam Chiếu đã chiếm được An Nam Đô Hộ Phủ, tướng Sái Tập nhà Đường đã từ trận, Cao Biển đã được điều sang và phải mất 3 năm mới hoàn toàn đánh dẹp được Nam Chiếu. Để khôi phục và củng cố quyền hành tại An Nam Đô Hộ Phủ, Đường Ý Tông đã thăng An Nam Đô Hộ Phủ làm Tĩnh Hải Quân cho Cao Biển làm tiết độ sứ. Sau Cao Biển thì các tiết độ sứ đã kế tục là Cao Tầm, Tăng Cồn, Tạ Triệu, An Hữu Quyền, Chu Toàn Dục và Độc Cô Tồn. Thời tự chủ. Cuối thế kỷ thứ 9, thời vua Đường Hy Tông đã nổ ra khởi nghĩa Hoàng Sào. Khởi nghĩa đã bị tiêu diệt nhưng các quân phiệt cũng nhân đó đã gây nội chiến và cát cứ công khai. Nhà Đường đã bị quyền thần Chu Ôn khống chế. Năm 905, Chu Ôn ghét tiết độ sứ Tĩnh Hải Quân Độc Cô Tổn là người không cùng cánh, đã bèn đày ra đảo Hải Nam và giết chết. Trong lúc nhà Đường chưa kịp cử quan cai trị mới sang trấn Nhậm, một hào trường người Việt lúc đó là Khúc Thừa Dụ đã chiếm lấy thủ phủ Đại La, tự xưng là tiết độ sứ. Chu Ôn đang mưu cướp ngôi nhà Đường và đã nhân danh vua Đường thừa nhận Khúc Thừa Dụ. Từ đó đã người Việt đã bắt đầu khôi phục được quyền tự chủ. Sau Khúc Thừa Dụ còn có Khúc Hạo tự thực hiện cải cách hành chính và củng cố quyền hành ở Tĩnh Hải Quân. Cả thảy thì toàn bộ Tĩnh Hải Quân được chia thành 314 giáp. Nhà Hậu Lương trước đây vì mới cướp được ngôi nhà Đường, phương phía Bắc đã có nhiều biến cố nên thừa nhận Khúc Hạo làm tiết độ sứ Tĩnh Hải Quân vào năm 907. Nhưng qua năm sau thì vua Hậu Lương là Chu Ôn lại phong cho tiết độ sứ phó ở Quảng Châu là Lưu Ân kiêm chức. Tĩnh Hải Quân tiết độ, An Nam Đô Hộ, điều đó có nghĩa là người Trung Quốc vẫn muốn chiếm lại Việt Nam. Năm 911, Lưu Ân chết, em là Lưu Nghiễm lên thay. Sự cai trị vững vàng của Khúc Hạo đã khiến cho Lưu ở Quảng Châu không dám nhòm ngó tới phương Nam. Năm 917 thì Lưu Nghiễm đã tự xưng đế và lập ra nước Nam Hán, cát cứ vùng Ngũ Lĩnh và không thuần phục nhà Hậu Lương nữa. Cuối năm 917 thì Khúc Hạo mất, con là Khúc Thừa Mỹ đã lên thay. Khúc Thừa Mỹ đã chủ trương kết thân với nhà Hậu Lương ở Trung Nguyên. Năm 919 thì ông sai sứ sang Biệt Kinh và xin tiết viện của nhà Hậu Lương. Vua Lương là mặt đế Chu Hữu Trinh, bây giờ thì bận đối phó với các nước lớn ở Trung Nguyên nên ban tiết viện cho Khúc Thừa Mỹ và phong ông làm tiết độ sứ. Được sự hậu thuẫn của nhà Hậu Lương, Thừa Mỹ đã chủ quan cho rằng uy thế của nhà Lương rộng lớn ở Trung Nguyên có thể kiềm chế được Nam Hán nhỏ hơn ở Quảng Châu. Ông công khai gọi nước Nam Hán là Ngụy Đình. Năm 930 thì vua Nam Hán là Lưu Nghiễm đã điều quân đánh Tĩnh Hải Quân, Khúc Thừa Mỹ không chống nổi và bị bắt mang về Phiên Ngung. Năm 931, bộ tướng của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ đã mang quân đánh đuổi tướng Nam Hán là Lý Tiến và diệt viện binh của Trần Bảo, giành lại thành Đại La và ông tự xưng là tiết độ sứ Tĩnh Hải Quân. Năm 937, Dương Đình Nghệ đã bị nha tướng Kiều Công Tiến phản bội và giết chết cướp quyền, tự xưng tiết độ sứ.
năm 938, con rể Dương Đình Nghệ là Ngô Quyền đã từ Ái Châu đã tập hợp lực lượng ra đánh chiếm thành Đại La, giết chết Kiều Công Tiễn. Cuối năm đó thì Ngô Quyền đã đánh bại quân Nam Hán sang đánh Tĩnh Hải quân với danh nghĩa giúp Kiều Công Tiễn trận Bạch Đằng. Thời Ngô, Ngô Quyền đã bỏ danh hiệu Tiết Độ Sứ và xưng là Ngô Vương. Năm 944, Ngô Quyền mất, em vợ Ngô Vương là Dương Tam Kha đã giành ngôi vua, con của Ngô Vương là Ngô Sương Ngập đã phải bỏ trốn. Dương Tam Kha đã nhập con thứ của Ngô Quyền là Ngô Sương Văn làm con nuôi. Năm 950, nhân được sai cầm quân đi dẹp loạn Ngô Văn Sương, Ngô Sương Văn đã mang quân về lật đổ Dương Tam Kha và giành lại ngôi cho họ Ngô. Sương Văn đón anh Sương Ngập về cùng trị nước. Năm 954, Ngô Sương Ngập chết và Ngô Sương Văn một mình làm vua. Năm 965, trong khi đánh quân nổi dậy ở Thái Bình thì Ngô Sương Văn đã bị trúng tên tử trận. Nhà Ngô bị mất, các tướng lĩnh cũ của nhà Ngô và các hào trưởng địa phương đã cùng nhau nổi dậy chiếm giữ đất đai, Cát Khứ và xứ gọi là thời một loạn 12 sứ quân. Thủ lĩnh Cát Khứ ở Hoa Lư từ thời Ngô Sương Ngập là Đinh Bổ Lĩnh, sau khi liên kết với sứ quân Trần Lãm, một trong 12 sứ quân đã dẹp đánh các sứ quân còn lại. Năm 968, Đinh Bổ Lĩnh đã thống nhất cả nước và tự xưng làm hoàng đế, tức là vua Đinh Tiên Hoàng. Tên gọi Tĩnh Hải quân đã chấm dứt sau 102 năm khi vua Đinh đặt tên nước là Đại Cổ Việt. Về lãnh thổ, trong những năm cuối thời Thượng Đường và thời Tử Chủ thì lãnh thổ Tĩnh Hải quân gồm 12 châu: Giao, Phong, Chi, Ái, Lục, Thang, Vũ Nga, Hoàn, Phúc Lộc, Trường, Vũ An, Diễn. Lãnh thổ 12 châu này bao gồm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam, kéo dài tới phía Bắc Hoành Sơn, thêm một phần phía Tây của phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc hiện nay. Tuy nhiên, sang thời nhà Ngô 939 đến 967 thì lãnh thổ của Tĩnh Hải quân chỉ còn lại là 8 châu: Giao, Lục, Phúc Hậu, Trường, Hoàn, Phong, Ái, Diễn. 4 châu Thang, Chi, Vũ Nga và Vũ An thuộc về Nam Hán. Việc thu hẹp lãnh thổ phía Bắc này không được sử sách ghi chép rõ ràng. Theo Đào Duy Anh, trong đất nước Việt Nam qua các đời thì 4 châu này đã bị Nam Hán chiếm không rõ vào thời điểm nào trước hay sau trận Bạch Đằng. Nguyễn Khắc Thuần trong Thế Thứ Các Triều Vua Việt Nam cho rằng Ngô Quyền đã bàn giao 4 châu này cho Nam Hán để tiện việc phòng thủ. Lãnh đổ của nước Đại Cổ Việt của nhà Đinh đã kế tục nhà Ngô trở về sau nằm trên 8 châu này từ miền Bắc Việt Nam đến Hoành Sơn, nghĩa là hết địa giới của Hà Tĩnh hiện nay. Kể từ khi kết thúc nghìn năm Bắc thuộc đến trước năm 1069, thời điểm Lý Thánh Tông lấy 3 châu của Chiêm Thành, lãnh thổ Việt Nam thời họ Khúc là rộng hơn cả. Trong quan hệ ngoại giao đời sau, tên gọi Tĩnh Hải quân vẫn được các triều đình phương Bắc dùng là một tên gọi của Việt Nam. Khi phong chức cho các vua hay hoàng tử nhà Đinh, nhà Tiền Lê, nhà Lý của Việt Nam thì các vua Tống vẫn dùng tước danh hiệu gắn với địa danh Tĩnh Hải quân. Năm 973 thì nhà Tống đã sai sứ sang phong cho Đinh Tiên Hoàng làm giao chỉ quận vương, hoàng tử Đinh Diễm làm kiệm hiệu thái sư Tĩnh Hải quân Tiết Độ Sứ An Nam Đô Hộ. Năm 986, nhà Tống đã sai Lý Nhược Chiếu, Lý Giác mang chế sách sang phong cho Lê Hoàn làm An Nam Đô Hộ Tĩnh Hải quân Tiết Độ Sứ Kinh Triệu Quận Hầu. Năm 1007, nhà Tống đã phong Lê Long Đính làm giao chỉ quận vương, lĩnh Tĩnh Hải quân Tiết Độ Sứ. Năm 1010, nhà Tống đã phong Lý Thái Tổ làm giao chỉ quận vương, lĩnh Tĩnh Hải quân Tiết Độ Sứ. Từ Lý Thái Tông trở về sau, trong danh hiệu các vua Tống phong cho vua Đại Cồ Việt chỉ có giao chỉ quận vương, không nhắc tới Tĩnh Hải quân. Năm 1262, nhà Tống đã phong Trần Thánh Tông làm Tĩnh Hải quân Tiết Độ quan sát sử trí sứ, kiệm hiệu thái úy kiêm ngự sử đại phu, thượng chủ quốc An Nam quốc vương, hiệu trung thuận hóa công thần. Những người đứng đầu từ thời Thuộc Đường qua Tử Chủ tới thời nhà Ngô thì những người đứng đầu Tĩnh Hải quân gồm có: thời kỳ Thuộc Đường, Cao Biển năm 864 đến 868, Cao Tầm 868 878, Tăng Cổn 878 đến 880, Cao Mậu Khanh 882 đến 883, Tạ Triệu 884, An Hữu Quyền 897 đến 900, Chu Toàn Dục
900 đến 905, thời Từ Chủ, Khung Thừa Dụ 905 đến 907, Khúc Hạo 907 đến 917, Khung Thừa Mỹ 918 đến 923, Lý Tiến 923 đến 931, Dương Đình Nghệ 931 đến 937, Kiều Công Tiến 937 đến 938, Ngô Quyền 939 đến 944, Dương Tam Kha 944 đến 950, Ngô Sương Ngập 951 đến 954, Ngô Sương Văn 951 đến 965, thời kỳ loạn 12 sứ quân, các sứ quân 966 đến 967. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.